Qui a remporté ce dimanche la Coupe du Monde de hockey sur le gazon. Il s'est disputé à Bunanekubara, en Inde. Les Belges ont battu en finale les Pays-Bas 3-2, issus d'une séance de pénalty. Ils ont ainsi décroché le premier titre mondial de leur histoire. Dans des déclarations à l'AFP, le gardien belge, Vincent Vanache, est finalement l'homme du match à signaler. Nous avons une équipe tellement bonne. J'avais dit que nous allions gagner. C'est toujours compliqué contre les Pays-Bas, mais la fin est très belle pour nous. J'étais assez excité avant la séance. On s'est vraiment bien entraîné cette semaine. On a de très bons tireurs aussi. C'est la force de la Belgique. C'était Place au Sport. Maintenant, chers amis, un cadeau en musique, Céline González, elle chante pour vous. Your song, your... Giáo dục kiến thức toàn diện về loài thỏ cho cộng đồng, gồm cách chăm nom, chế độ dinh dưỡng, cách vệ sinh và làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu xã hội của thỏ, cứu hộ, cung cấp nơi trú ẩn, chăm sóc y tế, nhận chăm sóc tạm thời, vừa sinh sản cho những bạn thỏ bị bỏ rơi và gặp nguy hiểm. Giúp các bạn thỏ tìm được mái ấm an toàn, đầy yêu thương và yên ấm trọn đời. Chúng tôi vinh dự được phỏng vấn cô Heather Bethel, một người thuần chay. Cô là sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành của Trung tâm Cứu hộ Thỏ, cùng cô Sarah Kemp, một tình nguyện viên của Trung tâm, và nghe họ chia sẻ về tổ chức này. Kể từ khi thành lập, trung tâm đầy yêu thương và thành công này đã cứu hàng ngàn mạng sống của các bạn thỏ trong suốt những năm qua.